Rồi chúng ta sẽ xem câu đầu tiên nhá. Đây là chữ địa và chữ trấn đúng không? Đọc là gì nhỉ? Jixin. Như vậy là đáp án của câu số 1 sẽ là mấy các bạn? Sẽ là đáp án số 2. Địa chấn là động đất. Các bạn lưu ý là thông thường chữ địa ấy nó hay được đọc là hay được đọc là chi nhiều hơn. Ví dụ một số từ này, chẳng hạn như là từ gì đấy? Như là từ gì nhỉ? Đây. Ô sao nó không ra nhỉ? Chi đi là địa lý này đúng không? Đấy. Hay là gì nhỉ? Chi cư, địa khu này. Chi iki là địa vực, khu vực. Đọc là chi rất là nhiều, còn đọc là di thì ít hơn. Trong trường hợp là địa chấn sẽ đọc là di nhá, di xin là động đất. Số 2, chúng ta có chữ này là chữ điều. Âm khương đọc là gì nhỉ? Shiraberu. Như vậy đây đáp án đúng của câu của chúng ta sẽ phải là đáp án số 3. Các đáp án còn lại, các bạn có chữ Naraberu là chữ gì nhỉ? Chữ tịnh, xếp hàng, xếp ra này. Kuraberu là chữ tỉ, là so sánh. Và Noberu là chữ thuật, trong từ tường thuật trình bày đúng không? Tiếp theo, câu 3, 4, 5 các bạn nhá. 3, 4, 5 nào. Câu số 3 này. Đây là chữ xuất và chữ tịch đúng không? Sẽ đọc là bình thường chữ xuất sẽ đọc là Shutsu đúng nhỉ? Đấy. Và chữ tịch là Seki. Nhưng mà khi ghép vào ấy, đây là Su và đây là C, nó biến thành âm ngắt. Như vậy sẽ thành Shuseki. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 2. Câu số 1 là chữ Shuseki. Đây là chữ gì các bạn? Đây là chữ chủ tịch đúng không nhỉ? Đấy, chủ tịch già nghèo già khổ đấy. Xem chữ này ra cái gì nhá. Xuất chinh. Ra trận này. Xem cái chữ siêu xe này có không? Không có. Câu số 4. Tình báo là thông tin. Yoho thì cả hai đều phải có trường âm đúng không? Như vậy đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 4. Câu số 5. Đây là chữ giới đúng nhỉ? Có âm cương là Todo. Như vậy đây sẽ là Todo Ita. Đánh nó sẽ ra luôn này. Đấy. Như vậy đáp án đúng của chúng ta câu này phải là đáp án số 1. Chúng ta có chữ tờ là chữ gì các bạn? Chữ tờ có một số kanji đọc là chữ cự nhá. Ví dụ này. Phó này. Rồi thì trước này. Đấy. Itadai tờ là chữ gì nhỉ? Chữ đây. Đỉnh có nghĩa là nhận. Tôi tờ. Chữ giải đúng không? Hoặc là chữ dung. Chữ thuyết vân vân. Tiếp theo, 6, 7, 8 nha. Câu số 6 này, đây là chữ cấm và chữ chỉnh đúng không? Đọc là gì mọi người nhỉ? Kinshi. Đấy. Đáp án đúng là nhi bằng. Ta chi đi kinshi có nghĩa là cấm vào. Kinen là chữ gì các bạn? Kinen là cấm hút thuốc. Chữ cấm và chữ yên. Kinen cho nó là chữ gì này? Cận niên đúng nhỉ? Những năm gần đây. Kinchi xem ra chữ gì nhá. Rồi, không ra chữ. Câu số 7, cái từ này các bạn sẽ rất là dễ nhầm đấy. Bởi vì là có hai cách đọc âm khương là gì nhỉ? Komakai, nhưng mà nó phải có cái đuôi chữ ka nữa. Đấy, komakai này. Còn nếu không có ấy, nó sẽ đọc là hosoi. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây không có chữ ka, như vậy phải đọc là hosoi. Đáp án đúng của chúng ta đây sẽ là số 3. Tương tự Komakai đây là đây rồi nhá. Có thêm đuôi K vào mà nó mang nghĩa là nhỏ lẻ. Tsuyoi là mạnh, đúng nhỉ, chữ cường này. Karui là khinh, là nhẹ. Câu số 8, đây là chữ động. Sẽ rất là nhiều bạn dễ nhầm đúng nhỉ. Với lại cái đáp án 2, Hatarai tờ đây là chữ động có nghĩa là làm việc đúng không? Đấy. Còn đây là chữ động không có bộ nhân đứng ấy, thì là chuyển động. Vận động có nghĩa là đọc là ugoi tờ. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 1. Các đáp án còn lại, arui tờ là đi bộ này, và yabui tờ là gì nhỉ? Không, không phải. Yabu là yabut tờ cơ. Đây là gây nhiễu thôi nhá. Đây đáp án đúng là 1. Tiếp theo. Nào, cái đây là luyện luyện mắt này. Các bạn phải thật tinh mắt bài này mới làm đúng nha, không là bị sai hết nha. Rồi chúng ta xem nhá. Câu 9 này.
Cái câu này là câu kinh điển, các bạn sẽ rất là dễ nhầm đúng không? Tích cực và đích, đúng nhỉ? Bây giờ sẽ đánh cho nó ra đoạn mới nhá. Seikyoku teki. Đấy. Nó phải là bộ gì nhờ? Nó phải là chữ tích lúa cơ. Đấy, chứ không phải là chữ tích chỉ. Đấy. Được chưa? Tích lúa, tích chữ lúa, mọi người nhớ nhá, tích chữ lúa. Đấy, và gì nhỉ? Và thành tích chỉ để nhớ hai cái chữ tích này. Thì trong trường hợp tích cực này sẽ là bộ lúa, như vậy đúng của chúng ta sẽ là một. Đáp án 2 bởi vì sai cái chữ tích đầu tiên. Đáp án 3 sai chữ gì nhỉ? Đằng sau đây là chữ giới trong từ cơ giới, máy móc chứ không phải là chữ cực. Và 4 là sai cả hai chữ đầu tiên và chữ thứ hai. Câu số 10. Osoi là chữ gì? Là chữ chữ trì, có nghĩa là chậm trễ đúng không? Phải là mấy? Phải là hai nhá. Một là chữ gì nhỉ? Một là chữ đạt. Đấy. Tachi này. Ba là chữ viễn thôi và bốn là chữ vận đúng nhỉ? Hakobu. Câu số 11. Moshikomi là chữ thân và chữ nhập. Đây bây giờ đánh ra này, Moshikomi. Đấy. Thì nó phải là đáp án số 3. Đáp án số 1 sai chữ sau, chữ đằng sau đây là chữ giật trong từ ẩn giật. Số 2 là chữ đầu tiên sai, đây là chữ giáp trong từ áo giáp. Số 3 sai, số 4 sai cả hai chữ. Như vậy bạn nào đúng 1 2 3 thì sẽ đúng nhá, được chưa? Tiếp theo, 12 13 14 nào. Câu này lại phải luyện mắt tiếp này. Câu 12, kiôm là chữ gì các bạn? Kiôm là chữ khí và chữ ôn đúng không? Đây. Như vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 4. Là nhiệt độ không khí đúng nhỉ? Số 1 là sai chữ đằng sau. Đằng sau đây là chữ noãn, cùng đọc là atatakai nhưng mà đây là không dùng để chỉ cái nhiệt độ không khí nhá. Hai là sai chữ đằng trước, đây là chữ khí này có nghĩa là hơi nước. Trong từ kisha là tàu hơi nước ấy. Đây sai cả hai chữ. Số 13, kimata là phải là chữ gì nhỉ? Phải là chữ số 1. Đây là chữ quyết. Số 2, cái chữ này ấy, nó sẽ đọc nếu là dạng thể tà nó sẽ là đọc là gì đấy? Chư tà hoặc là ki tà cơ đúng không nhỉ? Chứ không phải là đọc là ki mà tà. Số 3 nhá, nó cũng đọc là ki tà và nghĩa thì không đúng rồi. Và câu số 4 là gây nhiễu. 4 đây là chữ quyết trong từ bí quyết. Hiketsu. Số 14, kankyo là chữ hoàn và chữ cảnh có nghĩa là môi trường đúng không? Vấn đề môi trường kankyo đây. Đấy. Như vậy đúng phải là mấy? Đúng phải là số 3. Một này, đây là chữ hoàn trong từ hoàn nguyên có nghĩa là trả lại, được chưa? Đấy. Đây là chữ hoàn và chữ kính, đằng sau là chữ kính, đây là kagami, cái gương. Bốn là sai cả hai chữ nhá. Tiếp theo là từ vựng này, phần từ vựng là sẽ khó hơn đấy các bạn ạ. Không còn dễ ăn nữa đâu. Nào, 15, 16, 17 nào. Chúng ta có câu 15. Đây là phần từ vựng, nó sẽ khó hơn phần kanji nãy. Henji dewa naku, hakiri toshita henji o kikasete hoshii. Không phải là một cái phản hồi như thế nào đó. Đấy, mà tôi muốn gì đây? Tôi muốn được nghe, đúng không nhỉ? Một cái sự phản hồi hakiri toshita. Đây là rõ ràng. Vậy thì nó phải là hai thái cực đối lập, đúng không? Vậy là một này aimai na là mơ hồ, không rõ ràng. Như vậy đúng sẽ là một nhé, bởi vì là nó sẽ trái ngược với cái đằng sau là Hakiri Toshita. Akira ka. Akira ka, cái này nó sẽ có kanji là chữ gì nhỉ? Chữ minh có nghĩa là rõ ràng. Thì nó giống với lại Hakiri Toshita thì không thể đúng được. Ogesa là nói quá phóng đại, không hợp nghĩa của câu. Và số 4, Aratana là mới, cũng không liên quan đến cái vế đằng sau là không rõ ràng. Câu số 16, Nakanaka kimaranai no de kaigi no jikan o gì đó shita. Mãi mà không quyết định được cho nên là đã phải gì đó cái thời gian của cuộc họp. Thì đây các bạn thấy có cái từ jikan là thời gian đúng không? Thì phải đi với từ nào? À đáp án đúng là số 1, encho đúng nhỉ? Kéo dài ra nhá. Shincho là cái sự giãn dài về mặt chiều dài này, saicho là dài nhất, secho là trưởng thành. Phát triển câu số 17. Bố tôi đúng nhỉ, rất là thích ảnh, do vậy là ở nhà tôi có hàng chục quyển gì đấy, có hàng chục quyển gì. Program là chương trình, album là quyển album ảnh,
Arubai tội là làm thêm và pamphlet tội là cái tờ rơi. Ở đây thì chúng ta thấy là thích ảnh thì phải liên quan đến quyển album, như vậy đúng sẽ là đáp án số 2, Aruba. Tiếp theo 18, 19, 20 nào. Câu 18 này. Ginkgo e itte okane o. Tôi đi đến ngân hàng để tôi làm gì? Hiki uketa. Hiki uketa là gì mọi người? Là nhận một cái gì đó đúng không? Ví dụ nhận việc chẳng hạn. Nó sẽ đi với từ ví dụ như shigoto này. Đấy. Nhận công việc nhá, tiếp nhận công việc. Hurida shita. Hurida shita là gì mọi người? Cái từ này nó có thể mang nghĩa là phát hành. Ví dụ phát hành vé, hoặc là nó mang nghĩa là rũ cái gì đó ra. Đấy. Rũ để một cái thứ gì đó nó từ trong nó văng ra ngoài. Hikidas là rút rút tiền. Sashihita là khấu trừ. Ví dụ khấu trừ thuế vào lương ấy. Như vậy ở đây có từ tiền thì phải là rút tiền này. Hikidasu nhá. Câu số 19. Ohanashi o kikasete itadakitai no de go tsugo no yoi oshiete kudasai. Bởi vì tôi gì đấy? Bởi vì tôi rất là muốn được nghe chuyện. Cho nên là gì nhỉ? Hãy cho tôi biết cái gì đó thuận tiện của bạn. Jidai thời đại. Higoro là thường đi với lại từ higoro kara, có nghĩa là thường xuyên. Thì có hai từ là kijitsu về từ nichiji, là hai từ mà chắc là các bạn sẽ phân vân. Thì từ kijitsu nó mang nghĩa là kỳ hạn, thời hạn đúng nhỉ? Nhưng mà ở đây ấy là gì đấy? Nó mang nghĩa là thời gian và cái ngày giờ ngày tháng mà bạn rảnh. Cái này thì thường chúng ta làm một bài đọc hiểu sẽ thấy cái từ nichiji này nhiều. Ở đây đáp án đúng phải là số 3 nhé. Hãy cho tôi biết cái ngày giờ, cái thời gian mà bạn rảnh. Không phải là kỳ hạn, thời hạn. Câu 20. Kabe ni hatte atta poster o. Cái gì nhỉ? Cái poster mà dán ở trên tường ấy, thì tôi đã sẽ có bạn chọn hai là mui tà là bóc đúng không? Nhưng mà bóc này là bóc vỏ cam quýt, gọt vỏ. Còn ở đây ấy, bóc một cái thứ mà dán ở trên một bề mặt thì phải dùng động từ hagas. Đáp án đúng sẽ là số 4 nhá, hagashita. Nogashita là bỏ lỡ, để lỡ, ví dụ như là cơ hội chẳng hạn, chance. Mui tà là bóc vỏ cam quýt, gọt vỏ này. Phui tà là lau chùi. Đúng sẽ phải là 4. Tiếp theo, 21, 22, 23. Chúng ta chữa câu 21 này. Kyū ni speech o surukoto ni natte totemo jidomashita. Đột nhiên tôi được quyết định là phải 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 thuyết trình. Đấy. Cho nên tôi rất làm sao. Một này, samatagemashita, nó viết từ động từ samatageru, có nghĩa là cản trở. Đấy, giống như từ yamasuru nhá. Không phải awateru là hoảng hốt, bối rối, luống cuống. Chính xác đúng không? Đang theo lượt, lẽ ra là mình thứ 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 10 phỏng vấn, mình phải phát biểu là người thứ 10, tự nhiên đùng cái người thứ hai hoặc người đầu tiên thì ai chả hoảng. Đúng nhỉ? Hai, awateru. Số 3 là gì đấy? Akirameru là gì nhỉ? Là từ bỏ. Và Uchitsuku là bình tĩnh nhá. Như vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta phải đáp án số 2. Câu số 22. Ima shokuji no gì đó đã dakara tabako wa suwanai de kudasai. Bởi vì bây giờ là đang trong lúc ăn cơm đúng không? Cho nên là đừng hút thuốc lá. Vậy thì ngữ pháp là trong lúc. Cái đây thực ra gọi là ngữ pháp thì đúng hơn đúng không nhỉ? Là sai chưa, đáp án đúng là số 4, đang trong lúc làm gì đó. Một chư càng là trung gian, là giữa. Đấy, nó là như kiểu ví dụ bài thi giữa kỳ ấy thì dùng cái từ này, chứ không dùng cái dạng là n no chư càng là giữa tiến trình gì đó. Shinko là tiến hành, không phải jiki là thời kỳ. Nó dùng cho một khoảng thời gian dài chứ không dùng cho cái việc mà đang giữa tiến trình làm gì nhá. Đang giữa tiến trình làm gì các bạn sẽ dùng từ sai chưa. Đây là một ngữ pháp quan trọng của N3 N2. Câu 23. Saka senshu ni saka o hajimeta. Tôi gì đó, cái vận động viên bóng đá, và tôi đã bắt đầu chơi bóng. Akogarete, tôi gì nhỉ, ngưỡng mộ, khao khát được như họ đúng không? À, có vẻ đúng rồi. Natsukashikute, natsukashi là nhớ nhung, lưu luyến đấy. Đúng không nhỉ? Urayamashi là ghen tị. Nagusamete là an ủi. Thì ở đây đúng phải là mấy đây? Là một nhá. Tiếp theo 24 25. Câu số 24 nhá. Shiken ni ochite gì đó shita. Trượt kỳ thi thì mình thấy làm sao? Asari là gì nhỉ? Asari là nhạt nhẽo, chóng vánh, nó là đối nghĩa của từ koteri.
Gakari là giống từ Sitsubo đúng nhỉ? Là thất vọng. Đã đúng rồi, của chúng ta đây là số 2 đúng không? Rất là suy sụp thất vọng này. Mekiri là đáng kể, trông rõ, ví dụ gầy đi trông thấy ấy, gần gầy đi rõ rệt thì dùng cái từ này. Kosori là lén lút, lén, nhẹ nhàng khẽ khàng. Câu 25. Ken kō ga jima no Tanaka-san wa, anh này ấy là một anh rất là tự hào, tự tin về cái sức khỏe của bản thân. Anh ấy, đây là các bạn thấy là dùng dạng là thế này. Như vậy sẽ dùng từ mà đằng trước lại là cái nghĩa là gì nhỉ? Anh ta rất là tự hào về sức khỏe của anh ta. Như vậy thì sẽ là cụm là metaninai, có nghĩa là hiếm khi. Như vậy đúng sẽ là ichi. Một. Sasoku là nhanh chóng này. Kaette ngược lại. Tokuni zutto mae ni là trước đó rất lâu. Sai. Tiếp theo từ đồng nghĩa nhá. Nào, 26, 27, 28 mọi người nha. Câu 26 này, câu này chúng ta xem này. Onaka ga suita no de pizza o haitatsu shite morao. Bởi vì chúng ta cũng đói rồi, cho nên là chúng ta hãy để người ta gì đấy? Hãy để người ta ship đồ ăn đến đúng không? Haitatsu là gửi đến, ship đến tận nơi. Như vậy okutte nó chỉ là gửi thôi. Đấy, gửi chưa chưa tính đến cái bước mà nó đến nơi nhá. Ở đây gửi đến nơi phải đáp án số 4, todokete. Đấy. Todokete nó nghĩa là gửi, nhưng mà gửi đây là gửi theo hình thức là ship hàng đến tận nơi, nhận được. Tất nhiên các bạn sẽ nghĩ là okuru thì cũng là gửi thì đương nhiên là phải đến nơi đúng không? Nhưng mà khi mà dùng cái từ okuru này nó nhấn mạnh là cái phía bên kia là người ta gửi đi một chiều thôi, còn chưa biết là chưa nhấn mạnh cái sắc thái là gì nhỉ? À cái mặt hàng này nó đến tận nhà. Các bạn nào mà nhớ ở cái quyển Kanji Luyện Lơn ấy thì cái chữ cách nhớ của cái chữ todokeru ấy nó sẽ có cái hình một người đi ship hàng ấy. Nó sẽ là đồng nghĩa với lại từ gì nhỉ? À todokeru được chưa? Ở đây là tha động từ phải dùng todokeru chứ em, sao lại dùng todoku được? Todoku là cái thứ đó nó đến nơi, còn cái đây là gửi cái gì đó đến nơi. Câu số 27 là gì nhỉ? Repo là báo cáo thì phải là hokokusho, đáp án đúng là một. Câu số 2 là gì đấy? Bản đăng ký đúng không? Shinseisho. Seikyusho là cái gì nhỉ? Là cái đơn cái giấy yêu cầu ấy. Đấy. Cái giấy yêu cầu như kiểu là khi mà yêu cầu thanh toán, công ty thanh toán một cái gì đó thì người ta dùng cái này. Kesansho là gì nhỉ? Chữ kế toán và thư, có nghĩa là cái bảng tính toán. Câu số 28. Câu này cũng sẽ có hai luồng ý kiến khác nhau. Đó là 2 và 4. Từ masumasu nó nghĩa là gì đấy các bạn? Cái từ này nó mang sắc thái là ngày càng. Nó sẽ giống như cái là từ don don hoặc là từ gì nhỉ? Hoặc là từ Naosara. Đấy, nó mang sắc thái rất là mạnh. Đấy. Như vậy là cái số 2 Tsukoshizutsu này nó chỉ là từng chút, từng ít một. Thì cái từ này nó sẽ giống cái từ dandan hoặc là giống cái từ gì nhỉ? Shidai-ni, dần dần. Cái biên độ rất là nhỏ, biên độ thay đổi nhỏ nhá. Thì ở đây với biên độ lớn ấy thì chúng ta phải dùng sara-ni, đáp án đúng là 4. Akiraka-ni là gì nhỉ? Rõ ràng, yahari là quả nhiên, không phải. Câu 29 và 30 nào. Rồi chúng ta xem nhé, câu 29 này, Sushin. Sushin là gì nhỉ? Sushin là xuất thân, là nơi sinh đúng không? Như vậy đây sẽ phải là số 3. Umareta tokoro đúng nhỉ? Sundeiru tokoro là nơi đang sống, Kimushiteru tokoro là nơi đang làm việc. Suseki shiteru tokoro là nơi đang tham dự, không không biết là đang tham dự cái gì. Lừng lửng như này không đúng. Tabun. Kare wa konai daro. Có lẽ là anh ta sẽ không đến, vậy thì đi với tabun và daro. Ngoài cái dùng cái từ này có thể dùng từ osoraku, nhưng mà đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 2 đúng nhỉ. Oyoso là đại khái, đại tài này, marude cứ như thể là, imanimo là sắp đến nơi rồi ấy. Ame ga huri, à imanimo ame ga huri so desu, trời sắp mưa đến nơi rồi. Tiếp theo nhá, phần cách dùng từ nào, câu số 31. Chúng ta có cái từ số 31, đây là từ truy cờ, có nghĩa là gì mọi người? Bổ sung thêm vào cái phần còn thiếu đúng không? Như vậy đây sẽ phải là mấy? Đây sẽ phải là đáp án số 2. Đấy, có hinto là gì nhỉ? Tarinakata. Thế nhưng không phải cái gì chúng ta cũng có thể dùng được cái động từ truy cờ như này, động từ truy cờ sư rự này.
vì món ăn còn thiếu cho nên là đã thêm vào. Câu số 1 này, Hikoki ga okurete ichijikan mo, bởi vì máy bay đến trễ cho nên là những một tiếng, ở đây là đã phải đợi đúng không? Đây là gì nhỉ? Mata nakereba. Naranakata. Cho nên chúng tôi đã phải đợi những một tiếng nhá. Đấy. Tiếp theo này, số 3 này. Benkyō busoku da to iwareta node tsuika suru koto ni shita, là gì đây? Bởi vì là gì nhỉ? Bởi vì bị nói là cái việc học chưa đủ, còn thiếu, cho nên là tôi đã quyết định học thêm motto benkyō suru. Câu số 4. Shukudai no kigen o tsuika shite morau yō ni sensei ni tanonda, là gì đây nhỉ? Tôi đã nhờ sensei để được thầy, đây là có từ kigen là kỳ hạn, ở đây sẽ phải dùng từ gì nhỉ? Dùng từ enki hoặc là từ nobasu thì mới đúng, gia hạn thêm cái kỳ hạn cho bài tập về nhà. Tiếp theo câu 32 nào. Rồi câu 32, hayaru. Cái này nếu mà viết kanji nó sẽ là chữ gì nhỉ? Đây, hayaru. Nha. Đồng thời nó giống như từ ryuko suru đúng không? Cái này nó là gì nhỉ? Nó là cái sự lan tràn, cái sự phổ biến. Ví dụ như là mốt này hoặc là dịch bệnh này, trào lưu. Thì ở đây chúng ta thấy câu 1, saikin wa koresha no unten suru kuruma no jiko ga hayatte iru yō da. Gần đây ấy, những cái vụ tai nạn ô tô mà người cao tuổi lái xe nó đang thịnh hành. Không phải là cái vụ tai nạn thịnh hành đúng không? Nó phải là tăng lên. Fuete iru. Câu số 2. Mo amari jikan ga nai no de dekiru dake hayatte kudasai. Bởi vì không còn nhiều thời gian nữa đâu, cho nên là cố gắng là gì đấy? Nhanh lên, đúng không? Isoide. Câu 3 này. Ima wa influenza ga hayatte iru no de kiyotsukete kudasai. Bởi vì bây giờ dịch cúm nó đang bùng phát, nó đang lan tràn cho nên là hãy cẩn thận. Đây có cái hint là influenza đúng nhỉ? Như vậy đúng sẽ là số 3. Oyama Koko wa benkyō ga totemo hayatte ite reberu ga takai, là gì đây? Cái trường cấp 3 Oyama ấy, cái việc học nó rất là gì đấy? Nó rất là phổ biến đúng không? Sakande. Cho nên là thứ hạng của trường rất là cao. Câu 33 nào. Câu số 33, chúng ta có từ senmon là chuyên môn đúng không? Chuyên môn chuyên ngành. Một này, senmon no chigau hito tachi to hanasu no wa omoshiroi. Nói chuyện với những người mà có cái chuyên môn khác mình thì thật là thú vị. Đúng không? Đúng rồi, bởi vì là có cái dạng là chuyên môn khác dùng senmon ga chigau nhá. Ví dụ như là một ông về tiếng Nhật nói với một ông về tiếng Anh thì sẽ thú vị hơn là hai ông về tiếng Nhật nói chuyện với nhau. Đùa đấy. Câu 2. Kare wa chikoku ga senmon de magari no hito tachi wa komatte iru. Cái này nếu mà tiếng Việt mình hay nói là cái thằng đấy nó chuyên môn là đi muộn đúng không? Đấy. Nhưng mà rất tiếc là tiếng Nhật người ta không dùng cách nói đấy. Câu 2 phải sửa là gì? Anh ta thường xuyên yoku chikoku shite iru, chứ không được nói là chuyên môn đến muộn như thế này. Câu 3. Nihon ni wa jitensha no tame no senmon no doro ga amari nai. Ở Nhật ấy, hầu như không có những con đường dành chuyên dụng đúng nhỉ? Đường dành riêng cho xe đạp. Đây sẽ phải từ senyo, chuyên dụng các bạn nhé. Và câu số 4. Chichi wa taishoku shite kara ichinichi ju terebi no senmon da. Bố tôi sau khi nghỉ hưu ấy thì cả ngày chuyên môn là xem TV. Đấy, bạn nào mà dịch nghĩa thì cũng sẽ chọn là số, sẽ chọn 4. Nhưng mà không chuyên môn này không phải là chuyên làm một việc gì đó, mà phải là gì đây? Phải là chuyên môn chuyên ngành, một cái lĩnh vực chủ yếu của một người ở trong việc nghiên cứu hoặc là làm việc. Ở đây phải sửa thành gì nhỉ? Có thể là terebi bakari, terebi bakari mite iru, hoặc là terebi o mite bakari iru, chỉ toàn có xem TV thôi. Tiếp theo câu 34 nào. Chúng ta chữa câu 34 nhá. Niau.
Near là hợp, đúng nhỉ? Nó dùng cho hợp về thời trang phong cách. Đấy, như vậy đây sẽ phải là đáp án số mấy? Phải là đáp án số 2. Vì chúng ta thấy có cái từ fukuso này. Đối với cái dạng bài này nhiều khi là chúng ta dựa vào hinto, đó là các từ xuất hiện đi kèm ấy. Gì nhỉ? Tomoko sawa casual và casual na fukuso ga yoku niaimasu. Có nghĩa là cái bạn này, bạn ấy rất là hợp với những bộ trang phục mà casual, những cái bộ trang phục mà bình thường thường ngày. Câu 1. Watashi wa ane to totemo yoku. Tôi đây là tôi so sánh người này là tôi với lại chị thì phải là giống đúng không? Đấy, đây phải là gì nhỉ? Nite. Nite nhá, giống nhau này, cho nên là thỉnh thoảng là bị nhầm lẫn. Câu 3. Jibun ni niau shigoto, để tìm kiếm cái việc tìm kiếm công việc hợp với bản thân, đây sẽ là gì nhỉ? Đây sẽ là au. Đấy, hợp với bản thân này. Hoặc là atehamaru. Câu 4. Nihonshu wa nihon ryori dake de naku takoku no ryori ni mo. Rượu Nhật ấy thì tôi nghĩ là không chỉ hợp với món Nhật mà còn hợp với lại những món khác. Đây cũng là động từ a ự đúng không? Nhớ nhá, nia ự là thời trang, phong cách. Câu 35. Kojin teki na, kojin là cá nhân đúng không? Mang tính cá nhân. Vậy thì đây phải là gì đây? Phải là đáp án số 3. Đấy, việc cá nhân. Kaisha dewa kojin teki na koto wa hanasanai koto ni shiteru. Tôi ấy luôn luôn cố gắng, tôi luôn luôn quyết định là những cái việc cá nhân thì tôi không nói ở gì nhỉ? Ở trong công ty. Còn câu 4 này. Tanaka san wa kojin teki na seikaku de hoka no hito to wa chigau. Nó không đi với từ seikaku các bạn nhé, không có cái tính cách cá nhân. Đấy. Đằng sau này hoka no hito to wa chigau tức là khác với người khác ấy, thì đây là cái tính cách độc đáo, các bạn phải dùng từ unique. Unique là tính cách độc đáo đấy, tiếng Anh nó là từ unique đấy. Thì mới đúng chứ không phải là cái cá nhân như này, tính cách cá nhân thì cũng không phải là khác với người khác. Câu số 1. Iede. Cái việc ăn cơm ở nhà là buồn, ở đây sẽ là một mình đúng không? Hitori de. Câu 2. Musuko wa oya kara dokuritsu shite kojin teki ni apato ni sundeiru. Đứa trẻ ấy nó độc lập khỏi bố mẹ và nó đang sống một mình, cũng là hitori de. Như vậy chúng ta đã chữa xong đề thi gì nhỉ? Chúng ta đã chữa xong đề thi N3 nhé.